đề nghị truy tố hai bảo mẫu trường mầm xanh tội hành hạ 24 trẻ em. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố hai bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, có hành vi hành hạ trẻ em. Hai bị can bị đề nghị truy tố là Phạm Thị Mỹ Linh, sinh năm 1974, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, và Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, về tội hành hạ người khác. Trước đó, hai bảo mẫu Linh và Đào đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hành hạ người khác từ cuối tháng 11 năm 2017. Theo cơ quan công an, một trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ có chậm phát triển tâm thần vận động. Cả hai bảo mẫu đều đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh. Bảo mẫu Linh khai nhận có hành vi dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Quy, khiến bé này bị tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động. Kết luận pháp y tâm thần nêu rõ, bé Quy cần được theo dõi và chăm sóc, giáo dục cho phù hợp. Ngoài ra, hai bảo mẫu cũng thừa nhận hành vi dùng dao dạ và dùng tay tát liên tục vào mặt, đầu nhiều bé. Bảo mẫu Đào cũng dùng roi ngựa tay đánh các bé khác trong lúc chăm sóc. Về phía gia đình, các nạn nhân đã yêu cầu hai bảo mẫu trên và một bảo mẫu liên quan là Phạm Như Quỳnh bồi thường 808 triệu đồng. Tuy nhiên, cả ba đối tượng trên đều không có khả năng bồi thường, do vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 cũng đã đề nghị Tòa án Nhân dân giải quyết nội dung này. Huế làm đường đi bộ lát gỗ lim ven sông Hương. Cọc bê tông được đóng xuống sông Hương để thi công tuyến đường đi bộ dài 380 mét. Ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, địa phương bắt đầu xây dựng tuyến đường đi bộ ven bờ nam sông Hương với chiều dài 380 mét, rộng 4 mét. Đây là tuyến đường bê tông hóa. Phía trên lót sàn bằng gỗ lim, có hệ thống lan can bảo vệ, ông Thành nói. Để thi công tuyến đường trên, những ngày gần đây đơn vị thi công đã đóng cọc xuống ven bờ sông và tiến hành đổ dầm bê tông, xà lan nhỏ và nhiều thiết bị được đưa đến công trường nằm kế bên cầu Trường Tiền. Theo lãnh đạo thành phố Huế, tuyến đường được dự kiến thi công từ tháng 7 năm 2016 và sẽ hoàn thành trước festival lần thứ 10 tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, do thời điểm khởi công lùi lại nên đến cuối năm 2018, tuyến đường mới đưa vào sử dụng. Con đường được lót bằng gỗ lim và chúng tôi hy vọng điều này sẽ tạo một điểm nhấn, diện mạo mới cho bờ sông Hương, ông Thành cho hay. Trước đó, từ ngày 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, đơn vị tài trợ 6 triệu đô cho dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, đã trưng bày các bản vẽ về ý tưởng quy hoạch chi tiết để lấy ý kiến của người dân địa phương. Theo dự án, hai bên bờ sông Hương sẽ được quy hoạch với chiều dài 15 km, từ làng cổ Bao Vinh đến đồi Vọng Cảnh, bao gồm cả cồn Hến và cồn Giả Viên. Tổng diện tích quy hoạch gần 840 ha, trong đó hai bên bờ sông hơn 313 ha, diện tích mặt nước 485 ha. Các công viên Lý Tự Trọng, Tứ Tượng nằm ở bờ nam sông Hương sẽ được quy hoạch lại không gian, cây xanh. Dọc bờ sông Hương có không gian mở với các công trình biểu diễn ngoài trời, công trình thương mại, công viên, quảng trường đi bộ và điểm ngắm cảnh. Tuyến đường đi bộ lát gỗ lim nằm trong dự án 6 triệu đô này. Bình Thuận thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Di. Ngày 26 tháng 2, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, có báo cáo nhanh cho Thường trực tỉnh ủy liên quan đến hai video clip xả nước thải đen ngòm ra biển được chia sẻ trên Facebook và báo chí phản ánh. Cụ thể, sau khi có thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ. Bước đầu đã xác định hệ thống xả thải nói trên là hoạt động thoát nước trong phạm vi dự án lấn biển của công ty Vinam. Dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 1 năm 2017. Do đặc điểm nguồn nước trước cảng ô nhiễm chủ yếu là bùn, rác và chất thải lâu ngày tích tụ, nên nước có màu đen như báo chí phản ánh, mặc dù đơn vị thi công đã làm bờ bao để lắng lọc giữ lại một lượng bùn, đất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Di. Được biết sáng nay, 26 tháng 2,
một tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để xác minh, trong đó sẽ làm rõ việc xả thải ra biển nói trên đã có quan trắc và kiểm tra thành phần chất thải, cũng như việc xả thải trên do đơn vị nào cấp phép để xử lý. Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh làm phó khoa. Bổ nhiệm thần tốc con trai bị bệnh động kinh làm phó trưởng khoa, giám đốc bệnh viện bị cách chức và chuyển về làm nhân viên tại trung tâm giám định y khoa. Ngày 26 tháng 2, một nguồn tin cho biết, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định cách chức giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình đối với ông Phạm Văn Nông. Ông Nông được điều chuyển về làm nhân viên tại trung tâm giám định y khoa tỉnh Đồng Tháp. Sở Y tế cũng đã có quyết định kỷ luật ông Nông với hình thức cảnh cáo do vi phạm chế độ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về việc quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức chưa đúng quy định. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30 tháng 10 năm 2012, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ký quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với ông Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1987, con ruột ông Nông, về làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình. Đến tháng 4 năm 2013, ông Nông ký quyết định bổ nhiệm con trai giữ chức phó trưởng khoa. Có dư luận không tốt về việc bổ nhiệm, nên Sở Y tế đã lập đoàn kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm đối với ông Phạm Trung Hiếu. Kết quả kiểm tra, xác minh việc bổ nhiệm ông Hiếu là chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, ông Hiếu được bổ nhiệm khi đang trong thời gian tập sự và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. Ông Hiếu mắc bệnh động kinh. Bên cạnh đó, việc phân công bà Ngô Thị Kim Ngân, con dâu ông Nông, làm việc tại phòng tài chính kế toán với nhiệm vụ tổng hợp quyết toán bảo hiểm y tế là không phù hợp quy định của pháp luật. Trước kết quả trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo hủy quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm, chuyển vị trí công tác khác đối với bà Ngô Thị Kim Ngân đảm bảo phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, phê bình đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế giai đoạn 2007-2010, phê bình, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình và khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Văn Nông, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình và ông Võ Thanh Tư, trưởng phòng hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình. Vì sao người dân Quảng Ninh phản đối BOT Biên Cương? Việc phản đối diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ đã gây ách tắc giao thông kéo dài gần 20 cây số, từ cầu 20 Cẩm Phả đến gần đền Cửa Ông. Chiều ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, hơn 50 ô tô của người dân địa phương thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã biểu tình phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, đoạn qua thành phố Cẩm Phả. Theo phản ánh của người dân, họ không có ý chống đối chính quyền, song nhiều vấn đề bất hợp lý liên quan tới việc thu phí tại trạm BOT Cẩm Phả đã khiến họ bức xúc. Cụ thể, một là mức thu phí của trạm BOT Cẩm Phả quá cao, 35.000 đồng trên lượt, cao hơn cả phí đường cao tốc mới. Hơn nữa, đường quốc lộ độc đạo của nhà nước và nhân dân đi từ trước tới nay, chủ đầu tư chỉ nâng cấp, sửa chữa, trải nhựa rồi tiến hành thu phí. Trong khi đó, đoạn nâng cấp, sửa chữa mà người dân được đi qua chỉ chưa đầy 15 km, lại chỉ là tráng lại một lớp nhựa đường mỏng, hai bên đường không được mở rộng, gây khó khăn cho phương tiện khi di chuyển. Hai là, trạm BOT của công ty cổ phần Biên Cương đặt tại Cẩm Phả có khoảng cách chỉ khoảng 5-7 km, tính từ trạm BOT đoạn qua phường Đại Yên, thành phố Hạ Long của công ty cổ phần BOT Đại Dương, chưa đủ cự ly là 70 km như đã được quy định tại thông tư 159 của Bộ Tài chính. Ba là, từ khi có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đường hay tiến hành thu phí, người dân hoàn toàn không được lấy ý kiến đóng góp. Như vậy là chính quyền địa phương thiếu sự tôn trọng người dân. Ngoài ra, cũng có người đưa ra ý kiến thắc mắc là, tại sao dân vùng Vân Đồn không được giảm phí qua trạm, trong khi người dân tại Cẩm Phả và Môn Dương được giảm. Trong khi thực tế, người dân từ Môn Dương sử dụng đi qua đoạn đường nhiều hơn người dân Vân Đồn. Người dân tại địa bàn Vân Đồn bày tỏ sự bất bình. Nếu để mức thu 35.000 đồng trên lượt qua trạm, thì cuộc sống sinh hoạt của họ hoàn toàn bị ảnh hưởng. Cụ thể, nếu một ngày thu nhập của người dân Vân Đồn chỉ khoảng 50-100.000 đồng, trong khi đi làm bằng xe riêng từ Vân Đồn qua Cẩm Phả cũng mất 70.000 đồng cả đi lẫn về, thì họ chỉ còn lại 30.000 đồng. Hay theo tính toán của một người chuyên mua hải sản bán lẻ để phân phối đi các nơi, trước đây,
Mỗi ngày người này thuê xe tải dưới 5 tấn chở hàng sang Cẩm Phả là 400.000 đồng. Từ khi thu phí BOT lại phải chịu thêm 100.000 tiền phụ phí. Hoặc như một gia đình ở Vân Đồn có người nhà bị bệnh, phải điều trị bên bệnh viện Cẩm Phả, với mức phí 70.000 đồng tiền vé cho hai lượt đi, về qua trạm BOT, tính trung bình, mỗi tháng gia đình đã mất hơn 2 triệu. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc tại trạm thu phí BOT Biên Cương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản tới các bên liên quan về việc giữ gìn trật tự, đảm bảo cho giao thông được thông suốt. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan an ninh khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí. Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, ra soát cắm biển báo cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trạm, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn nắm tình hình, ra soát, phân loại những trường hợp người dân đi đến trạm tập trung đông người, xác định rõ mục đích, hành vi, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng có biểu hiện chống đối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm. Chính quyền địa phương phải có ngay phương án giải tỏa, không để gây ách tắc giao thông với các ô tô qua trạm. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.